10 Mỹ Nam được mệnh danh đẹp nhất làng giải trí, Lâm Canh Tân. Tiêu 9. Vương Nhất Bác, Vương Hỷ Đệ. Theo những gì tôi có thể nhớ, phim truyền hình cổ trang luôn là bộ phim truyền hình được mọi người yêu thích. Trang phục trong phim truyền hình cổ trang luôn là khía cạnh hấp dẫn nhất và thường rất đẹp trai. Nói đến phim truyền hình cổ trang, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là những anh chàng đẹp trai trong phim. Sau đó họ nghĩ đến những anh hùng hóa trang thời kỳ đầu như Cheo In-sun, Jong Han-li-ang và Chang Wei-si-hun. Nhưng thời gian trôi qua, các nam thần đầu tiên dần già đi nhưng một nhóm mỹ nhân mới trong trang phục cổ trang cũng xuất hiện. Hôm nay, hãy theo dõi biên tập viên để xem ai có tên trong danh sách 10 mỹ nam mới được cư dân mạng bình chọn nhé. Vị trí thứ 10, La Vân Hy. Các tác phẩm tiêu biểu chính của La Vân Hy là Bài Hát Dòng Nước, Người Truy Đuổi Ánh Sáng, Lửa Trên Mặt Trăng. Anh ấy gầy nhưng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình cổ trang rất đẹp. Đặc biệt phong cách của Siami có thể nói là ở mức trần. Có thể nói phong cách của Siami đã cứu anh ta. Nếu không thì sự xuất hiện của La Vân Hy đã không bị dư luận phát hiện. Và kỹ năng diễn xuất của anh ấy trong Siami cũng rất tốt. Đặc biệt là khi anh ấy đóng vai Thiên Hoàng khi lên ngôi. Động tác của anh ấy rất độc đoán. Vị trí thứ 9, Trương Lăng Hách. Các tác phẩm tiêu biểu chính của Trương Lăng Hách là Căng Lan Du, Khoảnh Khắc Nhịp Tim, Anh Ấy Đến Từ Ánh Lửa. Ngoại hình ngay thẳng, đường nét khuôn mặt thanh tú, cùng chiều cao 1,9m và khí chất nổi bật của một quý ông điển trai đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt là Trường Hằng Tiên Vương trong Căng Lan Du phản ánh đầy đủ ngoại hình của anh. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của anh cũng dẫn đến vai diễn Trường Hằng Tiên Vương. Câu chuyện về nữ chính trong vở kịch Không Thể Yêu Anh đã thu hút rất nhiều người hâm mộ dành cho anh. Vị trí thứ 8, Lưu Học Nghĩa. Lưu Học Nghĩa, với các tác phẩm tiêu biểu chính là Trang Phân Du, Yang Song Sinh, Chi Nguyên Chư, V.V. bị người hâm mộ gọi đùa là có một hệ thống trong thế giới của các vị thần. Trong những năm đầu của mình, anh ấy đóng phim truyền hình dài tập, đóng vai hoàng đế hoặc vị thần. Vẻ đẹp trai của Lưu Học Nghĩa là kiểu đẹp trai của Chu Chính, với đường nét sắc sảo và khuôn mặt dày dặn. Kiểu đẹp trai này phù hợp với gu thẩm mỹ chủ đạo của người Trung Quốc. Đặc biệt là vẻ ngoài u xinh của anh trong Yang Song Sinh, tràn đầy sức mạnh và không hề có khí chất mê hoặc, hoàn toàn khác với phong cách ban đầu, nhưng khi nhìn vào lại không hề gây khó chịu mà thay vào đó, người ta có cảm giác như u xin. Cái này, vị trí thứ 7, Đặng Vĩ. Các tác phẩm tiêu biểu chính của Đặng Duy là Sauvignon Blanc, Long Moon Amber, Trong Purple, V.V. Đặng Duy Miên được coi là ngôi sao, trời ban ơn có miếng, anh ra mắt với tư cách là nam chính thứ hai. Anh may mắn hơn rất nhiều so với những diễn viên khởi nghiệp bằng diễn viên phụ. Anh ấy có nét mặt thanh tú, dáng người không gì sánh bằng, đôi chân dài và khí chất hạng nhất. Khi đóng phim cổ trang, nhìn từ bên ngoài anh ấy hơi giống Tiêu Chiến. Nhưng điểm khác biệt giữa anh và Tiêu Chiến là Đặng Vi trông cao quý hơn, thích hợp đóng những vai nam thần hơn. Vị trí thứ 6, Trần Hiểu. Các tác phẩm tiêu biểu chính của Trần Hiểu là Mengulu, The Legend of Lu Chen, The Legend of Yun Xiang, V.V. Ngoại hình của Trần Hiểu có thể nói là gương mặt trong sáng, góc cạnh, nhìn 360 độ chân thực, không có điểm mù. Khi nhiều người hâm mộ lần đầu nhìn thấy Trần Hiểu đã thốt lên, em bé này trông đẹp trai quá. Zoom. Đặc biệt là phong cách trang phục cổ xưa của Trần Hiểu trong The Legend of Yun Xiang, với bộ quần áo trắng và dải duy băng màu trắng, cả người có một cảm giác thần tiên và ngầu.
Trần Hiểu một lần nữa trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này, bù đắp lượng fan mà anh đã mất do cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí còn thu hút được rất nhiều fan đẹp trai. Vị trí thứ 5, Quang Hae Di. Quang Hae Di, các tác phẩm tiêu biểu chính của ông là Kang Lan Ju, Chiang Ye Hai, Phu Tu Doen, v.v. Anh ấy có một đôi mắt trìu mến, đường nét trên khuôn mặt quá thanh tú, lại có một đôi chân dài. Tỷ lệ giữa đầu và cơ thể cũng tương đối hài hòa, khiến anh ấy trở thành một chiếc móc treo quần áo biết đi hoàn chỉnh. Chiều cao của xương đỉnh và độ cong đầy đặn của xương trầm cũng vừa đủ. Nhìn chung, anh ấy phù hợp hơn để diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình hiện đại. Tuy nhiên, một số bộ phim truyền hình cổ trang mà anh hiện đang tham gia cũng rất bắt mắt, chủ yếu là vì ngoại hình rất đẹp và trang điểm đẹp. Vị trí 4, Cheng Yi. Các tác phẩm tiêu biểu chính của Cheng Yi là Tháp Liên Hoa, Một Tư Tưởng Quan Sơn, Đường Cung, Thế Giới Sắc Đẹp, v.v. Kể từ khi ra mắt, anh đã được mệnh danh là anh chàng giải trí nội địa, và phải đến khi Lotus House ra mắt, anh mới thành công thoát khỏi danh hiệu này. Ngoại hình của anh ấy tương đối bình thường trong làng giải trí. Anh ấy có khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt nhỏ, môi mỏng và sống mũi cao, mang đến cho người nhìn cảm giác tươi tắn và thanh thoát. Tuy nhiên, vì đường quay hàm tương đối rộng nên toàn bộ khuôn mặt thì khó khăn hơn một chút, rất thời trang. Có lẽ vì vấn đề này mà sự nghiệp diễn xuất của anh không được rộng rãi và chỉ dừng lại ở những bộ phim truyền hình cổ trang. Nhưng có một điều cần nói, những cảnh đánh nhau, ngoại hình trong trang phục và kỹ năng diễn xuất của Cheng Yi chưa bao giờ làm anh thất vọng. Tôi hy vọng anh ấy có thể duy trì tốt nó và mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình trên những nền tảng này. Vị trí thứ 3, Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân, các tác phẩm tiêu biểu chính của ông là Du Hành Cùng Phượng Hoàng, Hiên Viên Kiếm, Dấu Vết Của Bầu Trời, Tiểu Sư Sở Kiều, v.v. Anh từng được người hâm mộ gọi là giấc mơ của 900 triệu cô gái. Tuy nhiên, đường nét khuôn mặt không đặc biệt thanh tú và cân đối. Tuy nhiên, anh cũng có lợi thế là khi lớn lên, ngoại hình sẽ khiến anh nổi bật. Mọi người trông đẹp hơn, có cảm giác trưởng thành và thận trọng, con đường chuyển hóa còn rộng mở. Đặc biệt lần này trong Đi Cùng Phượng Hoàng, ưu điểm này đã được thể hiện rất rõ. Nó đã đặt ra khuôn mẫu cho các diễn viên đóng vai Cổ Thần Vương, sau này phải tuân theo tư thế và ngoại hình này khi vào vai Thần Vương. Về phần anh, ngoài việc là một con chó và thích gây sự với người hâm mộ, anh dường như không tìm ra vấn đề gì lớn lao. Vị trí thứ 2, Vương Nhất Bác. Các tác phẩm tiêu biểu chính của Vương Nhất Bác là Gió Nổi Ở Lạc Dương, Người Săn Gió, Chen Trinh Linh. Giống như Tiêu Chiến, anh ra mắt trong một nhóm nhạc nam, nhưng Vương Nhất Bác về cơ bản tập trung vào khiêu vũ kể từ khi ra mắt. Phải đến khi đóng vai Lam Vong Cơ trong Chen Trinh Linh, anh mới được công chúng biết đến. Ngoại hình không quá nổi bật nhưng đường nét trên khuôn mặt lại rất ưa nhìn, cộng với biểu cảm trên sân khấu và tỷ lệ đầu trên cơ thể khiến anh nổi bật giữa các sao nam. Khi đóng trong The Legend, kỹ năng diễn xuất của anh ấy khá kém. Nhưng lần này anh ấy xuất hiện trong Storm Chaser và Peacekeeping Riot Squad và có một bước chuyển mình đẹp mắt. Tuy kỹ năng diễn xuất của anh ấy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng anh ấy cũng đã có sự thay đổi. Sự công nhận rộng rãi của khán giả. Vị trí 1 là Tiêu Chiến. Những kiệt tác chính của Tiêu Chiến là Chen Trinh Linh, The Sea in the Dream, Đầu Lùa Đa Lu, v.v. Ngoại hình của Tiêu Chiến lẽ ra được coi là đỉnh cao nhan sắc được làng giải trí công nhận. Người hâm mộ của anh giờ đây bắt đầu nghĩ đến việc xin anh trở thành đỉnh cao. Anh ấy ra mắt lần đầu thông qua một nhóm nhạc nam. Anh ấy tài năng và có cá tính, và mọi tài năng đều chỉ là bề ngoài. Hiện tại, anh có bộ phim truyền hình Tang Hải Huyền Thoại và một bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp
anh hùng vĩ đại nhất, chưa được phát sóng. Nhưng xét theo tình hình hiện tại với Reuters, cả hai giám đốc đều khá hài lòng với ông. Trong top 10 Mỹ Nam phim cổ trang, bạn thích ai hơn? Nếu có sao Nam cảm thấy ngoại hình của mình có sức chống chọi tốt hơn và có thể khiến mọi người sáng mắt, các bạn cũng có thể để lại tin nhắn ở phần bình luận để cùng thảo luận.